បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមក អត់ខែជាមួយនឹងចំនួនស្លាយរបស់យើងទេបើសិនជាយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់យើងអាចដាក់តាំងពីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងcompetitive advantageគឺវាបំពេញបន្ថែមទៅលើSWOT analysis ពីមុននៅពេលដែលយើងដឹងពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឱកាសហើយនឹងកត្តាគេរៀងហែងហើយតើយើងមានអីពិសេសជាងគេយើងមានអីដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានអញ្ចឹងយើងយកទាំង4ហ្នឹងទៅដាក់យកមកផ្គុំបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែយើងឆ្លាស់គ្នា អញ្ចឹងឆ្លាស់គ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន4ដូចគ្នាដែរយើងមើលបន្តិចទៅSO WO ST ហើយនិង WT បាទអញ្ចឹង S គឺ strength មិនចឹង O គឺ opportunity អញ្ចឹងនៅពេលដែលភាពខ្លាំងរបស់យើងជួបជាមួយឱកាសដែលមាននៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ improve យើងមិនimprove យើងត្រូវតែធ្វើ now យើងត្រូវតែចាប់ដើមធ្វើយើងត្រូវសម្រួចអាកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះថាវាជាចំណុចដែលយើងខ្លាំងហើយយើងខ្លាំងហើយ ខាងក្រៅវាពោពេញដល់ឱកាសទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អាឡៃនឹងឲ្យជាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលអាជីវកម្មរបស់យើងកន្លែងណាដែលយើងខ្លាំងហើយឱកាសដែលមានលើទីផ្សារវាប៉ះគ្នាហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាឥឡូវហ្នឹងតែម្ដងពីព្រោះវាជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺWO បាទគឺ weakness ហើយ opportunity អានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមបាទយើងត្រូវតែកែតម្រូវយើងត្រូវតែimprove ខ្លួនឯងពីព្រោះថាឱកាសមានទេប៉ុន្តែយើងអត់មានភាពខ្លាំងទៅចាប់ឱកាសហ្នឹងផងយើងចំណុចដែលត្រូវចាប់ឱកាសហ្នឹងយើងខ្សោយនៅឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រួចកត្តាខាងក្នុងរបស់យើងឲ្យយើងខ្លាំងដើម្បីយើងអាចចាប់យកឱកាសហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងទាំង4នេះដែលខ្ញុំទៅសេនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រណា
dương thời thơ ở lời nâng dương thời ăn được vọt phan ca càng nghi nâng để xa tại dương miên châm nói kháng dương chạp vô ở cả bán hay bởi xin chi dương miên châm nói xáo nâng một ở cá hình chân dương thời xâm rùi châm nói xáo bởi dương ở xa rùi dương thời tại im bù ở cái kháng chương môn và nâng cứ chỉ cho tôi xa kè đồng đầy luôn này và hình chân mùi tiết cứ ST và strong cho mùi nâng sweeten miên là dương kháng bởi tại vì chưa cả ta cùng riêng cùng hành dương gặp bông thật kháng ở lý thay dương gặp bông ở kháng nên lựa số xóm biệt gì ta dương miên cả ta cùng điên cùng hai ấy khá dương thử tại vậy mình về và hai cái dương thử tại mình bà bò đó bị nè bạn ấy cứ chỉ ở vây để dương thử bị dài mà chân dương khăng mến và tại nơi bị một trong lại khăng mà dương cứ chỉ cả ta cùng điên cùng hai chân dương thử tại bây giờ việc gặp về tầng ở bạn ấy cứ kia yuta sa st bạn mũi tiết cứ wt và weakness chuyển mũi đường street bạn chân miên này tha dương miên trong lại sáu hai dùm nói sai bởi dưỡng chi cả ta cùng riêng cùng hai tiền bà vì ăn miếng ấy thử phơ tiệt tệ bọc bong với cháu à cái lại nè bởi xin chi dưỡng miếng dùm nói cái lại nè vì chi dùm nói sai bởi dưỡng hai ấy vì chi cả ta cùng riêng cùng hai tiền bởi mình hát phó lấy thử dưỡng phơ với tệ bạn chân dưỡng thử bọc bong với cháu nhưng chân được bê để dưỡng thử bị phía cả ta đang buồn đang hái dưỡng thử lực strength hay đang weakness strength hay đang opportunity bởi dưỡng anh ấy cứ chiều vậy để dùng dọc từ first competitive advantage. Nhưng chẳng cách diagram tầng buồn đi. Vậy để dùng thử quit. Vậy để dùng thử improve. Vậy để dùng thử bây giờ. Vấn tay vậy để dùng thử lượng mọi giây như con slide này cứ SO. Và cứ strength hay đừng opportunity. Anh đang hai cứ chiều vậy để dùng lượng lịch trên bị competitive advantage. Bởi dùng mấy thảo vậy để thua dùng lịch lâu dùng kế. Vậy để thua dùng bực cột bởi trên cho mỗi kia bán. Vậy để dùng vay chân này cái lượng tiếp sản. Ngày đi dương mình bản năng, học cùng.